Xin kính chào quý cô chú bác anh chị em trên mọi miền tổ quốc đã quay trở lại với kênh. Hôm nay mình tiếp tục có mặt tại điểm bán mai của Luân ở Cần Khương ha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình giao lưu cùng cô chú anh chị các bạn cũng rất là nhiều thứ. Chút xíu nữa có gì thì Luân giới thiệu ha. Cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn thời gian qua đã ủng hộ chỗ anh Thanh như chỗ Luân rất là nhiều. Kính chúc cô chú anh chị các bạn xem clip thật là vui và cô chú chọn được cây nào ưng ý liên hệ trực tiếp với Luân giúp kênh nha cô chú anh chị. Đầu clip hôm nay mình sẽ giao lưu nguyệt quế nha quý cô chú anh chị. Rồi, chào em Luân ơi. Chào cô chú anh chị ha. Hôm nay giao lưu cô chú anh chị một cặp nguyệt quế với lại một số cây cúc họ hương cho Tết ha. Cây bự nhỏ có luôn. Rồi đây cây cúc cây nguyệt quế số 1 của chú anh chị. Rồi, cây đa thân nha. Cây nguyệt quế mã số 1 nha cô chú. Cái này là ship làm sao em? Dạ này em bao ship mà em nhổ chậu luôn cô chú anh chị. Tại chậu này nặng lắm nha. Quế này trồng bằng đất không à. Nặng tiền xếp gì lắm, nên nhổ chậu nha. Nó cây thành chậu lâu lâu lắm rồi. Cây rất là thành chậu nha, vô sữa tàn hết trơn ha. Đó, cây sữa dây tàn đều rồi. Đế đẹp không chú anh chị? Cái khó đi chút xíu nha cô chú. Cây này chi cành đủ hết trơn thành phẩm nha quý cô chú anh chị, vô dây nha, sẵn luôn rồi nha. Đó, ba thân này... luôn đúng. Đa thân ha. Này tổng thể em đo hết tổng thể luôn cho chú anh chị. Em đo từng thân một thanh ấy sao à. Này hoành 50 chú anh chị ơi. Rồi hoành tổng là 50. Con đo đại tại bốn thân này của tụi tụi nhau hết trơn ha. Đo tại một thân ha. Một thân này là 16. Rồi hoành đại diện 16. Rồi chiều cao. Chiều cao là 1 thước 2. Chiều cao là 1m2 nha quý cô chú anh chị. Rồi còn tán ngang. 95 của chú anh chị ơi. Rồi tán ngang 95. Rồi cây số 1 quế này như luôn giá là 3,5 triệu bao ship nha chú anh chị. Rồi 3,5 triệu cây nguyệt quế mã số 1 bao ship toàn quốc nha quý cô chú anh chị các bạn. Okay, rồi cho anh số điện thoại giao lưu luôn đi em. Dạ số điện thoại em là 0705367086 của chú anh chị. Dạ rồi. Kính mong cô chú anh chị các bạn yêu thương ủng hộ thì liên hệ trực tiếp với Luân giúp kênh nha cô chú anh chị. Tiếp tục mình sang cây nguyệt quế thứ hai nha. Nguyệt quế thành phẩm chơi Tết nha cô chú anh chị. Cái này là cây số 1 nha cô chú anh chị. Rồi cây nguyệt quế mã số 2. Đấy 24 giờ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cái mà sữa dây thần chậu ha. Ồ, đế đều dữ ha. Đế đều dữ. Cái này hoành là 28 của chú anh chị ơi. Rồi hoành thân là 28. Chiều cao cũng là 1,2 luôn. 1m2 chiều cao ha. Còn tán ngang là 90. Cây này rất là đẹp ha. Sữa dây chi rồi á. Em quế ở số 2 này Zalo giá cũng là 3,5 triệu bao ship. Thành phẩm chơi sẵn luôn nha cô chú, chị ra bông luôn nha cô chú. Chiếc nhỏ chậu luôn nha. Rồi, giá Zalo cũng là 3,5 triệu luôn phải không? Dạ. Yeah. Quế rất đẹp nha cô chú. Rồi đổi cây luôn luôn ơi. Rồi cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Đây còn cây số 1 cúc thọ hương số 1 chú anh chị ơi. Này ghép được 3-4 tháng hết trơn cô chú anh chị. Đó, vô dây sẵn, vô dây sẵn nha cô chú. Cái này ghét 5 bo luôn nè. Rồi cây này hoành 18 của chú anh chị ơi. Chiều cao là 47 ha. Tán ngang là 50 luôn.
luôn. Cái số 1 này nha lưu giá là 1 triệu bao ship nha chú anh chị. Rồi 1 triệu bao ship luôn nha quý cô chú anh chị. Cây cúc thọ hương mã số 1 ha. Rồi cho số điện thoại Zalo lại đi em. Số điện thoại em là 0705367086 của chú anh chị. Số điện thoại Zalo luôn nha chú chị ơi. Rồi đổi cây giùm anh luôn ha. Cây số 2 của chú anh chị ơi. Ồ, cây này rất tốt nha cô chú. Còn hơn số 2 ha. Cây đế rất là đẹp. Cây này quanh 18 của chú anh chị ơi. Rồi, quanh 18. Chiều cao là 47 luôn ha. Nó ngang là 45. Cái này số 2 Zalo có giá là 1 triệu 2 bao ship nha quý cô chú. 1 triệu 2 nha quý cô chú. Nó cây đế là đẹp ha. Cô chú thích cây nào liên hệ trực tiếp với Thanh Luân giúp kênh nha cô chú ơi. Rồi đợi cây mà anh luôn. Rồi cây mã số 3 phải không? Cây mã số 3. Cây cúc thọ hương mã số 3 nha cô chú. Cây lùng lực đế đẹp ha. Đế rất là nở. Hết thảy luôn rồi chú chị ha. Đó, đế rất là đẹp, nở nè. Đế đẹp quá ta. Cây này rất là đáng sưu tầm nha cô chú. Dáng cũng lạ lạ ha. Rồi cho thông số luôn đi em. Cái này hoành 21 của chú anh chị ơi. Em đo hoành đế cho con chú anh chị coi thử ha. Đó, hoành đế là 47 nè. Đo kéo căng hết dây luôn ha. Chiều cao là 45 ha. Tán ngang là 37. Cây số 3 có một thương lưu với giá là 2 triệu ô ship của chú anh chị. Rồi 2 triệu cây cúc thọ hương mã số 3 nha cô chú anh chị. Cây rất là đẹp ha. Lùng lực. Rồi đỡ cây luôn em ơi, cây đẹp quá. Này bonsai rất đẹp nha cô chú. Nói không, nói không. Rồi một cây dáng trực nha cô chú ơi, chi cành kính luôn rồi. Cây cúc. Đế đều. Cây cúc thọ hương mã số 4. Cành đẹp luôn ha. Cây số 4 của chú anh chị. Đó, cái này ghép 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bò chú anh chị. 17 bò nha cô chú anh chị. Đếm mặt xỉu luôn ha. Cái này nữa lớn lên thành tầng thông không? Cái này lớn lên thành tầng thông luôn của chú anh chị. Rồi cho thông số luôn ha. Này là em cho chậu cũ của chú anh chị, chậu cũ em lấy em trồng vô nha. Chứ phải vậy. Cái chậu cũ, chậu cũ. Rồi cho thông số luôn nha. Cái này hoành 21 của chú anh chị ơi. Chiều cao là 83 ha. Tán ngang là 58. Rồi cây số 4 là nha luôn, giá là 2 triệu ship luôn chú anh chị. Rồi 2 triệu cây số 4 nha quý cô chú. Bao ship luôn. Rồi đỡ cây luôn em ơi. Một cây tàn thông nha cô chú ơi. Rồi một cây này cây dáng siêu phải không ta? Hay trực lắc. Trực lắc phải không? Trực. Số 5. Số 5. Cây mã số 5 nha cô chú. Đó, cành rất là đều luôn. Nó chọc ghép nó mặn nó tới Úc mình hết trơn ha chú anh chị.
Cái này hoành 24 của chú anh chị ơi. Rồi, hoành 24 cô chú ơi. Chiều cao là 88 ha. Rồi, tán ngang. Tán ngang là 66 ha. Rồi, cây số 5 này giá luôn giá là 2,5 triệu một chiếc của chú anh chị. 2,5 triệu cây cúc thọ hương mã số 5 nha cô chú. Cái mã số 5 giá 2,5 triệu bao ship của chú anh chị ơi. 2,5 triệu luôn. Rồi, đỡ khai luôn. Thú. Rồi, tiếp theo là một con thú mã số 6. Thú mini của chú anh chị. Thú mini nha cô chú, nó nằm chè bài luôn. À, có chân nè. Ô, nè, nó nằm này. Có chân luôn nha cô chú anh chị, tại chồng lấp chế thân lại cho nó khỏe cái nha cô chú. Khỏe cây. Cô chú về chơi thì thời gian sau mình cho nó khoe thân lại ha. Cây xanh tốt nha cô chú. Đó. Tuột nắp nó ra rất là nhiều nè. Cái này khoảng chừng tháng nữa là tàn thay đổi khác liền nha cô chú anh chị. Cúc thơ hương rất là mạnh nha. Rồi cho thông số luôn nha. Rồi cái này hoành là 15 của chú anh chị ơi. Rồi hoành 15. Chiều cao là 40 ha. Còn tán ngang là 45. Cái cúc thơ hương này nha luôn giá là 1,5 triệu của chú anh chị. Rồi 1,5 triệu cây cúc thơ hương mã số 6 nha cô chú anh chị. Cây dẫn thú ha. Đó. Rồi đỡ cây luôn. Ở đây có rất là nhiều giống nha quý cô chú anh chị. Các bạn có thể đến vườn ha, liên hệ trực tiếp với Thanh Luân mình đến vườn ở Cồng Khương nha quý cô chú. À, cúc thọ hương có ha, giống bông nào đẹp, nhiều bông, sai bông, bền nha cô chú anh chị. Rồi, một cây này super vip luôn cô chú ơi. Rồi cây cúc thọ hương mã số 7. Một cây đế nở đẹp luôn nha cô chú ơi. Quá trời luôn cái cây này, tàn đa hả? Tàn đa rất là đẹp nha cô chú. Kính tàn luôn rồi nè. Có dặm bò trên đầu mà dính gỡ bọc rồi cô chị. Cây đang phát triển rất mạnh ha. Đó. Cây này ghép cả chục bò luôn cô chị. Củ đồng rồi rụi luôn ha. Đó, cái củ thù lù luôn. Cây rất là đẹp. Hết hồn cái củ luôn nha cô chú. Lực lắm lực ha. Cây này hoành là 24 của chú anh chị ơi. Rồi, hoành 24 nha quý cô chú, củ luôn. Hoành đâu hoành củ ha. Hoành củ. Rồi, hoành củ chính xác luôn là 46 ha. Căng dây luôn ha. Hoành củ là 46 không? Rồi. Chiều cao là 63 ha. Rồi, cao 63. Còn tán ngang là 60. Rồi, tán ngang là 60. Rồi, cây cúc thọ hương số 7 này nha luôn giá là 3,5 triệu nha chú anh chị. Rồi, 3,5 triệu nha quý cô chú ơi, cây cúc thọ hương mã số 7. Đổi cây nha quý cô chú anh chị. Tiếp tục là cây mã số 8. Tiếp tục là cây cúc thọ hương mã số 8. Rồi. Cây này tàn kính luôn rồi hả cô chú ơi. Quá trời tàn luôn mà nắp dày luôn nha cô chú. À, cái này đây, nắp nè, xương dày ha cô chú ha. Cái này tết chơi được không em? Chơi được tết ít chơi không? Lây gai ha. Lây gai ha cô chú anh chị ha. Tàn kính mít. Quá trời dày luôn cô chú. Đế dưới đây mà không chôn ha, đế nó cũng nở thôi chú chị. Chứ phải là không có đế ha. Không chôn hơi bị sâu. Còn lại nhìn cây rất là đẹp ha. Cây này hoành là 24 của chú anh chị ơi. Chiều cao là 65 ha. Tán ngang là 75. Rồi cây số 8 này giao luôn.
lưu giá là 3 triệu một thước luôn chị ơi. 3 triệu nha quý cô chú ơi. Cây mã số 8 luôn ha. Cho xương lại cái nha cô chú anh chị. Quá trời dàn xương kính mít luôn. Lấy bo luôn cô chú anh chị ơi. Lấy trên 20 bo luôn ha. 2 30 bo, 40 bo cũng được ha. Tùy theo mỗi người lấy ha. Cái này ghép thử là 2 3 6 7 8 9 11 12 13 14 bo cô chú anh chị. Rồi, 14 bo nha cô chú, giá là 3 triệu. 3 triệu nha quý cô chú. Rồi. Đổi cây giùm anh luôn nha. Rồi, cây mã số 9. Cây mã số 9 nha quý cô chú, một cây phong cao luôn nha cô chú ơi. Tàn cũng đang kín rồi nè cô chú ha. Rồi cho một vòng thử luôn. Đó. Chi cành đầy đủ nha quý cô chú anh chị. Có chi tử luôn ha. Cái này về bấm đọt cái nữa là dày nữa phải không Lương ha? Dày lắm rồi cô chú anh chị. Cây phong cao ha. Đế củ tròn. Chi cành rất là có duyên cô chú anh chị. Đế rất đẹp luôn nha cô chú nè. Đế nè. Chi tử luôn ha cô chú ha. Chi tử này ghép bo bự luôn, chà bá luôn bằng cái út luôn rồi nè cô chú. À, cái này bo ha, đóng kín hết rồi nha. Cây lớn này cũng hàng thuộc hàng hiếm nha cô chú anh chị. Thường cây mini rồi nhiều. Cái này tầm trung nè cô chú. Có không nghe cô chú chị. Nó đâm chột coi quá trời luôn ha. Còn xương hết nói luôn ha. Rồi cho thông số luôn đi em. Cái này nó hoành ở đây nha. Hoành ở đây là 26 của chú anh chị. Rồi hoành 26. Đó, nó sẽ xuống xíu là thành 29. Củ tròn này là củ tròn này là 45 của chú anh chị ơi. Rồi, cái củ là 45 nha quý cô chú. Rồi, cây số 9 mình giao lưu như sao em? Dạ, cây số 9 này giao lưu giá là 3 triệu rưỡi bao ship của chú anh chị ơi. Rồi, dạ, số điện thoại cái nữa đi em. Số điện thoại em là 07 0536 7086 của chú anh chị ơi. Rồi. Ở cây giùm anh luôn ha. Đây cái cuối cùng luôn. Rồi vậy chào hết giùm anh luôn nha. Cảm ơn cô chú anh chị nghe qua ủng hộ em ha. À, cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Rồi xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn nhiều qua đã ủng hộ kênh, ủng hộ chỗ luôn rất là nhiều. Kính chúc cô chú anh chị các bạn chọn được cây thì về nhà luôn vui may mắn và thành công thành đạt trong mọi lĩnh vực như quý cô chú anh chị. Tiếp tục may mắn thì ủng hộ em nó tiếp tục. Trời xin chân thành cảm ơn.